Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những cơ hội và thách thức mới đối với mối quan hệ Việt-Mỹ Ngày 13 tháng 9, VOA Tiếng Việt có bài Giới phân tích, chuyến đi của ông Phan Văn Giang đến Mỹ có thể mở đường cho thỏa thuận C-130. Theo đó, các nhà phân tích cho biết, chuyến thăm Washington tuần này của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang cho thấy những tiến bộ trong hợp tác giữa hai nước, bất chấp sự xuất hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Việt Nam có dấu hiệu như cảm tính chống Mỹ đang gia tăng. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn nhận định của một nhà phân tích tại Hoa Kỳ cho rằng chuyến đi của ông Giang đã đặt nền tảng cho việc Hà Nội có khả năng mua máy bay vận tải quân sự từ Hoa Kỳ trong năm nay. VOA cho hay ông Giang đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tại Ngũ Giác Đài vào ngày 9 tháng 9. Cả hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác Hoa Kỳ và Việt Nam hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giải quyết những tác động lâu dài của cuộc chiến việt nam voa dẫn nhận xét của giáo sư abuja từ hoa kỳ cho rằng các nỗ lực hòa giải chiến tranh chung cũng đặt nền tảng cho hợp tác quốc phòng hoa kỳ rất hài lòng với sự phát triển trong quan hệ quốc phòng song phương nó bắt đầu từ mức rất thấp và được xây dựng dựa trên các sứ mệnh nhân đạo chúng ta chỉ tiếp tục xây dựng trên cơ sở đó ông abuja cho biết thêm VOA trích nguồn tin từ một hãng tin quốc tế cho biết vào tháng 7 rằng Hà Nội đang cân nhắc mua máy bay vận tải Lockheed Martin C-130 của Hoa Kỳ. Và đây là hình Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. VOA tiếp tục dẫn bình luận của nhà phân tích tại Hoa Kỳ cho rằng thỏa thuận C-130 đã được thảo luận nhưng chưa hoàn tất trong chuyến thăm của ông Giang. Nhà phân tích cho biết thỏa thuận đã bị trì quản bởi bộ máy quan liêu của Hoa Kỳ và vì việc thúc đẩy nhanh thương vụ sẽ là quá kích động đối với Trung Quốc. VOA dẫn lời chuyên gia an ninh hàng hải Nguyễn Thế Phương từ Úc cho rằng việc mua máy bay C-130 sẽ là một động thái mang tính biểu tượng. Việt Nam sẽ cố gắng khai thác nhiều lĩnh vực hợp tác an ninh và quốc phòng hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để nâng cấp lên một cấp độ cao hơn có ý nghĩa hơn. Máy bay C-130 sẽ là biểu tượng của mối quan hệ đang phát triển đó. Theo ông Phương, máy bay C-130 có thể là điểm khởi đầu vì vẫn còn sự ngờ vật giữa hai cụ thù về vũ khí sát thương và thỏa thuận này sẽ không khiến Trung Quốc quá tức giận. Điều này có thể khá có lợi cho Việt Nam. Việt Nam có thể cải thiện mối quan hệ với Hoa Kỳ và đồng thời chúng không thể khiến Trung Quốc tức giận vì Việt Nam chỉ mua vũ khí, không gây sát thương. Ông Phương cho biết thêm, mặc dù có những dấu hiệu tích cực cho thấy mối quan hệ Hà Nội và Washington đang được cải thiện, nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy, cảm tính chống phương Tây có thể cản trở mối quan hệ giữa hai nước. Và đây là hình máy bay vận tải C130 của Hoa Kỳ. Còn theo ông Abuja, chính quyền Việt Nam có thể đang cố gắng thắt chặt kiểm soát trước thềm kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam. Tháng 4 năm sau là kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn sụp đổ. Người Việt Nam muốn kiểm soát câu chuyện đó 100%, có rất nhiều điều nhạy cảm. Ông Phương cũng chỉ ra sự náo động gần đây xung quanh chiến dịch tấn công Fulbright, tấn công những nghệ sĩ Việt Nam bị chụp ảnh với cờ vàng khi đến Hoa Kỳ. Ngoài ra, chuyện một học sinh trung học Việt Nam đã phải đối mặt với nạn bắt nạt trên mạng và bị công an triệu tập sau khi đăng bài vào tháng 9 rằng em muốn rời khỏi đất nước và có lẽ sẽ không bao giờ nhìn đảng Cộng sản một cách tích cực nữa. Ông Phương nhận xét, hiện tại có chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Việt Nam nó chống lại các giá trị phương Tây. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin những cơ hội và thách thức mới đối với mối quan hệ Việt Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phải chăng có một bàn tay vô hình đang ngăn cản nỗ lực hội nhập của Việt Nam? Ngày 11 tháng 9, blog Hoàng Trường trên VOA Tiếng Việt nêu vấn đề Tại sao quân ủy Trung ương lại kêu gọi chống diễn biến hòa bình lúc này? Tác giả đề cập đến bài viết Quân đội tăng cường đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình đang trên báo Quân đội Nhân dân ngày 6 tháng 9 và cho rằng đây chỉ là việc thực thi chỉ thị 24 do Bộ Chính trị ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2023. Chỉ thị 24 đánh giá, mọi hình thức hợp tác quốc tế và thương mại đều là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Và đây là hình bài trên blog Hoàng Trường. Tác giả nhận xét, làn sóng chống diễn biến hòa bình rộ lên hiện nay giữa hai khuynh hướng đối chọi nhau chan chát kể từ ngày ông Tô Lâm lên ngôi mấy tháng này. Có dư luận cho rằng, dường như ông Tô Lâm có vài dấu hiệu muốn lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là của quần chúng nhân dân trong việc chọn nhân sự cho đại hội 14. Trong khi đó, một trend chủ lưu khác, mạnh mẽ không kém, đang đối nghịch với xu hướng này bằng cách sử dụng hiệu ứng đám đông đầy nguy hiểm. Tác giả đánh giá phải có một bàn tay vô hình đằng sau tất cả những chiêu trò cực đoan này. Từ phong trào yêu nước của thanh niên cờ đỏ tràn ngập trên mạng xã hội, đến việc hướng dẫn nhà nhà, người người bôi cờ khắp mọi nơi. Tiếp đến là cao trào phong sát các văn nghệ sĩ nổi tiếng, từng lỡ biểu diễn trong các chương trình có cờ vàng trong quá khứ, nhằm thể hiện các uy của đảng và chế độ. Tác giả đặt câu hỏi, tại sao lại có chủ trương khủng bố này? Tại sao chỉ dạy thanh thiếu niên căm thù thực dân, đế quốc, mà không dám đề cập đến tội ác của quân xâm lược Trung Quốc trên 6 tỉnh biên giới phía Bắc, cũng như vai trò của Bắc Kinh trong việc chống lưng cho chế độ diệt chủng Bonbot trước đây và cả việc ủng hộ cha con Hun Sen hiện nay. Theo tác giả, một bộ phận trong đảng đã có sự tỉnh táo về tác hại của việc gây gậy ông đập lưng ông của loại hồng vệ binh rơi rớt từ thời cách mạng văn hóa của Mao Chủ tịch. Và đây là hình tân tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Vậy tại sao quân ủy trung ương và ban văn hóa tư tưởng vẫn cho diễn lại những trò cũ mềm nói trên? Không lẽ họ không lường được sự nguy hại của chủ nghĩa dân tộc cực đoan như chính tạp chí Cộng sản từng cảnh báo. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan dễ dẫn đến xu hướng biệt lập, cục bộ, vị kỷ, chống lại xu hướng hợp tác, kết nối và hội nhập quốc tế, thậm chí có thể đi đến thỏa hiệp với chiến tranh xâm lược. Tác giả nhận định những việc làm của dư luận viên từ lực lượng 47 sẽ còn gây ra nhiều chuyện lợi bất cập hại. Tại sao tinh thần chống Mỹ cứu nước vốn được Tổng bí thư Tô Lâm giảng lược trong diễn văn nhậm chức lại được giấy lên vào đúng thời điểm ông chuẩn bị sang New York giữ khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và có thể kết hợp thăm chính thức Hoa Kỳ. Tác giả cho rằng chuyến thăm Hoa Kỳ lần này sẽ có sự bàn bạc rất nhiều các biện pháp cụ thể để triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Tuy nhiên, việc trao cho Việt Nam quy chế kinh tế thị trường vẫn gặp khó khăn vì bị cho rằng điều này chỉ tạo thêm cơ hội cho hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc lách thuế của Mỹ cuối cùng vẫn theo tác giả, vấn đề biển Đông có thể cũng sẽ là một nội dung quan trọng khác trong nghị trình cuộc gặp Biden Tô Lâm sắp tới mà nhiều người tin là sẽ diễn ra. Như vậy, xét từ phương diện cả kinh tế lẫn an ninh, tân tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm rất cần sự hợp tác ngang tầm đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ. Những cam kết lớn đang được mong đợi. Việc kêu gọi chống diễn biến hòa bình lúc này liệu có phải là cố gắng cản trở nỗ lực hội nhập, ngăn cản Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phải chăng có một bàn tay vô hình đang ngăn cản nỗ lực hội nhập của Việt Nam? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới